trước thêm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại thành phố Đà Nẵng, các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi đã sẵn sàng đồng hành cùng thí sinh có một mùa thi an toàn, hiệu quả. Những ngày này, các thí sinh đồng bào dân tộc Cơ Tu đang tập trung ôn tập, hệ thống lại kiến thức để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Tại khu nội trú trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, các em luôn nhận được sự hỗ trợ của nhà trường cùng đội hình tiếp sức mùa thi của huyện đoàn Hòa Vang, đảm bảo cho các em yên tâm trước và trong kỳ thi. Hiện nay tụi em vẫn đang ôn tập trong quá trình thi, cố gắng học tập sao cho mà kỳ thi có thể đạt được kết quả tốt nhất. Ở nội trú điều kiện rất tốt, chúng em cố gắng trong kỳ thi sẽ tự tin hơn và thi đạt nhiều kết quả tốt. Theo Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì thế, yêu cầu hàng đầu của chương trình là phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch cho các em học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia tại Đà Nẵng. Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng đã triển khai 60 đội hình tình nguyện cho các bạn, hỗ trợ cho các thí sinh, người nhà thí sinh. Ví dụ như các hoạt động đó là đo thân nhiệt cho các em, hỗ trợ giữ xe, hỗ trợ cho các bạn nước. Bên cạnh đó thì thành đoàn cũng đảm nhận đó là hỗ trợ các suất ăn cho cái hội đồng thi võ chí công dành cho các F2 và F3, qua đó giúp cho các em tự tin hơn cho cái thi lần này. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Các đội hình tiếp sức mùa thi sẽ luôn đồng hành với thí sinh tại các điểm thi, cũng như hỗ trợ đưa đón miễn phí các thí sinh ở xa, thí sinh gặp khó khăn đến điểm thi an toàn.